Nước chủ nhà của Thế vận hội Olympic 2016 Brazil tiếp tục đối mặt với những rắc rối về công tác chuẩn bị cho các sự kiện thể thao lớn diễn ra trên đất nước này khi chính quyền thành phố Rio de Janeiro quyết định đóng cửa vô thời hạn đối với sân vận động Joao Havelange vì những vấn đề về mái che. Chúng tôi không biết sẽ mất bao lâu để khắc phục sự cố mái che, bởi nó có thể gây nguy hiểm cho người hâm mộ. Có lẽ sân sẽ được đóng cửa ít nhất một năm. Havelange là một trong những sân vận động chính diễn ra các hoạt động thể thao Olympic năm 2016, được khánh thành cách đây chưa đầy 6 năm. Sau đó, sân được chuyển giao cho câu lạc bộ Botafogo sử dụng cho đến ngày hôm nay. Theo kế hoạch, ngoài bảo trì phần mái, trước mắt sân Havelange sẽ được nâng cấp từ 46.000 chỗ ngồi lên 60.000 chỗ ngồi để phục vụ cho vòng chung kết World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil. Điều đáng nói hơn, sự cố của sân Joao Havelange sẽ khiến Brazil đau đầu do sân này sẽ tổ chức Confederation Cup sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Hiện tại, quá trình nâng cấp sân Maracana, nơi tổ chức các lễ chính của sự kiện Olympic 2016 và World Cup 2014, cũng gây nhiều lo ngại. Tiến độ nâng cấp hiện trễ hơn so với kế hoạch 4 tháng, trong khi Brazil đang vắt chân lên cổ để báo cáo FIFA trước tháng 4.